Biết thiếu gì không ta? Đùa. Chỗ mùi để cất đi anh em nhé. Chỗ nó nhiều, hôm nay chỗ nó nhiều đấy. Nào mà vẫn còn thiếu chấp ít chấp tàu đấy nữa này. Đây mình trộn nhiều quá. 2 cân khoai anh em ạ. 2 cân khoai, 1 quả chuối rưỡi, nhưng mà quả chuối của mình nó to anh em ạ.
thiếu chép tàu rồi, mình cho vào hai gói chép tàu, quên, như mọi khi, nay trộn nhiều hơn để cất được tủ lạnh ngăn đá câu dần anh em nhé, chứ không phải là trộn để mang đi câu nhé. Biết đã bật quay video chưa? Bật rồi, con này thì bật rồi. Ngại nhất là bóp mồi lăng xê này. Đi câu thì sướng anh ạ. Ngại nhất cái lúc trộn mồi, mỏi tay đó. Đấy, bảo trộn mồi thì livestream để đỡ phải làm video, tôi lại quên mất rồi lại quay video rồi, thế mới buồn này, mai lại mất công ngồi làm. Hôm trước thì cái video trước là mình có bảo là ở đây nó có bốn thứ này, khoai mấy chuối mấy chắp tàu mấy cái mồi của mình, thì thực ra thì cái mồi của mình thì hôm trước mình cũng có bảo là anh em không mua mồi của mình, anh em thử lấy cái khác thay thế, nhưng mà cái khác thay thế đấy là cái gì thì mình cũng chưa nghĩ ra, nên là anh em đừng có hỏi mình là có thể thay thế bằng cái gì nhé. Ví dụ thôi, mình đang ví dụ nhé, anh em có thể cám gạo rang hoặc là cám trứng chẳng hạn đấy, nên mình ví dụ thế thôi, chứ còn còn hiệu quả hay không thì mình không biết nhé. Đây mình đang ví dụ để cho anh em thử thôi, nếu anh em thử mà hiệu quả thì chia sẻ lên cho các anh em khác người ta làm theo. Mấy anh em lại còn nhắn tin bảo là anh ơi chia sẻ cái cách trộn cái thính của anh để anh bán đi, để cho anh em người ta làm. Vui tính thật đấy. Nếu mình chia sẻ xong thì còn ai mua thính mình nữa. Kể cả mình có không bán thính nữa thì cái đấy mình cũng không chia sẻ. Chả cần thì mình ra quán đồ câu thôi, mình hướng dẫn cho người ta, mình bảo đây 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 cái này, bây giờ tôi có cái này hay lắm này, bán cho người ta cũng được, khối tiền bẩn bẩn nó phải vài chục triệu, nhưng mà mình không câu nữa thì thôi, mình cái đấy mình chả chia sẻ ra phát thì sẵn sàng cực kỳ nhiều anh em luôn chứ không phải ít, và mồi bán là cái điều chắc chắn luôn. Mỗi người nó có một cái gì đấy để có thể nói là hơn người khác đi. Mình thì không bỏ hơn đâu, mình kênh mình hướng dẫn thì lúc nào cũng là phần mô tả bên dưới anh em đọc, lúc nào nó chỉ là hướng dẫn với người mới tập, những cái anh em mới tập câu thôi, còn câu lâu chịu. Cái trời 35-36 độ này thì chỉ có đi câu được chiều tối thôi anh em ạ. Bây giờ thì nó cũng 4:30 chiều rồi, trộn xong chuẩn bị xe cộ nước non linh tinh các kiểu nữa, nó cũng phải rơi vào 5:30-6 giờ mới ra đến hồ cơ. Đây mồi câu lục thì mình trộn rồi, còn đây là mồi câu lăng xê mình trộn bỏ vào ngăn đá thôi, tiện tay anh em ạ, tiện tay thì mình trộn cái mồi kia, một câu lục thì mình trộn luôn mồi lăng xê. Nhiều anh em cũng khá nhiều đấy, nhiều anh em hỏi là muốn mua cái mồi của mình rồi đấy mà muốn trộn nhiều câu cả tuần thế nọ kia thì nhân thì tỷ lệ là như thế nào, thì mình cũng nói luôn là anh em cứ nhân cái tỷ lệ trong tờ giấy mình hướng dẫn ở trên video này thôi, hoặc là trên video anh em nhân tỷ lệ đấy thôi. Thực ra thì
Dạ, mà ví dụ bảo là ví dụ ba có chấp tàu ba chén mồi của mình với cả những cái gì thì tỷ lệ nó như thế nào thì phải ngồi mà tính cơ, anh em tính thì nó cũng tự ra thôi, sao phải hỏi mình cái đấy đúng không? Khá nhiều anh em này, câu được 2 buổi nhá, này câu lăn xê được 2 buổi anh em nhé. Mình câu cái hồ này thì người ta không cho câu lăn xê đâu, câu hồ 150 nữa người ta không cho câu lăn xê đâu, thì tí nữa thì mình bớt lại 1 2 cục. Ví dụ cái ổ thính trộn lung tung vừa xong, nếu mà nó có móm ấy thì mình ném trộm ống bơ làm con về chim cút, anh em thấy hợp lý không? Bây giờ mình nghĩ ra đấy cũng khá hợp lý đấy. Tôi nó bắt người ta mà câu trộm với người ta mà bắt được thì ngại lắm em à. Hồ Hoàn Bưởi anh với thằng Hải Sói. Hoàn Bưởi ở đâu anh? Nhà Kha em nhớ à, ngay trong khu đô thị Vedasera đấy, nhà bán bia ấy. Hải về chưa? Hải hôm nay nó được nghỉ, chưa đây hai anh em ăn cơm thôi mà. Nó chở vợ đi khám xong rồi cho sang ngoại để thằng qua ra đây hai thằng ăn cơm. Ông ngồi lúc sau ông bảo em về em cho chó ăn. Có chết không mà trộm mà đi mấy Quay khô hay sao anh nhỉ? cái kia để anh bỏ vào ngăn đá để cả câu dần đây, cái chỗ này mang đi tí Ít thế đó. thôi, câu lục À câu lục. Em từng câu ấy. câu lục mang ở đấy đi ném trộm Em từng câu lăng xê. đấy, phải được 3 cục lên xe rồi. Họ cho thêm tính nữa. Đặt thêm vào không thiếu. Thôi 3 cục lăng xê làm 3 con, tôi lấy được 4 5 cục lăng xê rồi. Nhà này nó mới cho câu lăng xê thì cơ mà bắt hết hồ từ lâu rồi. Ở đây cũng nó anh ra giờ xong rồi. Rồi cái này cho vào ngăn đá anh em nhá. Rửa tay qua cái thanh to tủ nó bụi anh em. Nước ở siêu đấy. Cái này cho ngăn đá anh em nhá. Mình đi câu luôn nên là mình cho thêm ít nước anh em nhé, nó mềm mồi ra. Thế còn cái kia thì cho vào ngăn đá thì đến hôm bỏ ra là nó câu ok rồi, là nó nháo rồi. Quá đẹp luôn, mồi cực kỳ đẹp luôn anh em. Lắng mịn xinh tươi đó. Rồi cần này thôi, à lấy luôn cục lăng xê nóng. Hãy
Đây lăng xê hôm trước đi câu về đây anh em. Ở bộ này có con nguyên sốt. Không biết là có ném hay không, nhưng mà xuống đấy nếu mà có cơ hội thì ném, còn không có cơ hội thì thôi anh em ạ. Trước vào đây hai cục đi, cơ hội ném thì chắc là cũng có thôi, nhưng mà quan trọng là có ném được hay không. Ném ở đây thì chỉ cho vào ống bơ thôi, ngồi bên cạnh trông anh em ạ. Thực ra thì mình nghĩ là cùng lắm là hết hai cục mồi thôi, nhưng mà thôi thì cứ mang đi, nhớ đâu về một lưỡi câu cũng được. Ở đây cái này vẫn còn nguyên số này, thế thì nắm thêm cái này nữa đi, đúng hai cái đây anh em. Mày đi đâu rồi? Ê, em chạy về lấy cái mũ ra đây. Mũ gì? Lấy mũ của anh để đội tạm này. Chứ mà lát anh đi câu rồi chả gì. Câu thì cần gì đội mũ? Đâu, mũ anh để đâu? Cầu thang đấy. Mai mang ra cho anh được. Vâng. Anh thôi, chẳng là anh về thì quên cái hết. Quên thì hồi cũng khác mang. Thì thường anh chạy đi phố thôi, gần quanh quanh khu Hà Nội Mỹ Đình đây có đội mũ đâu. Đó anh em, ok. Chất rồi anh em ạ, chất. Rồi, ok. Cái này nếu mà có cơ hội thì mình dùng câu trộm, nhưng còn không có thì thôi. Rồi dừng video ở đây anh em nhé. Anh em thì bữa nay đi câu lăng xê nhá. Mồi hôm trước mình trộn này, cho vào ngăn đá này, đang để giá đông ra này. Hôm nay đi câu tối anh em nhé. Cũng đi câu tối, bây giờ chỉ tranh thủ đi câu tối thôi. Đấy, vẫn còn đá này, đồng băng này, đang chờ giá đông ra để đi câu anh em. Khoảng tầm 5-6 giờ tối thì xuống hồ, 12 giờ tầm 11-12 giờ thì về anh em. Nay đi đánh lăng xê cũng hồ 100k anh em nhé. Anh em đây là mồi dã đông. Mồi dã đông sau này. Đây lăng xê đây. Lăng xê buộc bán cho anh em đây. Đây là mấy cái bộ lăng xê cũ của mình thường câu. Nay đi câu lăng xê nắm mồi trước ở nhà anh em nhé. Đấy, mồi trộn theo hướng dẫn. Nắm đấy không cần to anh em, nắm nhỏ thôi. Nắm to cho nó phí mồi ra. Đó, nắm nhỏ thôi. Trông đây nó chỉ nhỏ bằng quả trứng gà tre thôi anh em. Không bằng quả trứng gà tre, bé tí, không to đâu. Nắm mồi trước xuống thì thôi, ra cần thì cũng quay quá nhiều rồi, nay xuống nó là ném lăng xê xong thì quay anh em nhé. Chiều sầm sầm tối thì mới xuống đến hồ anh em. Xong. Nắm trước 3 cục nhá. Đánh nhau một cần với cả một ném trộm một cái ống bơ.
xem được cái con cầu tản gì không anh em nhé. Xem thuận lợi thì ném, không có thì ném một cần thôi. Nếu mà nhiều người câu thì đánh mỗi cần thôi, không bơ thì thôi. Lâu lắm rồi không đi câu lăng xê đấy nhá. Đây câu lăng xê đây, quảng cáo bộ lăng xê anh em. Cáo bộ lăng xê đắt nhất Việt Nam 50 này. Nóng nhạy lắm anh em. Anh em đừng nắm mồi to quá làm gì. Nắm nhỏ thôi. Không còn nhiều. Phí mồi. Anh em muốn hạn chế cá nhỏ thì anh em câu vào buổi tối như mình hôm nay đi này. Nó hạn chế được cá nhỏ ăn. Rồi ok. Ra đến hồ ném xong lăng xê thì mình quay phim anh em xem nhé. Như cục cơm nắm ấy nhỉ, thêm tí vừng vào đây nữa là ngon. Anh em vừa ra hồ nhá, đi câu lăng xê đây. Đây là Linh Tràm. Này hai anh em đi cùng nhá. Bỏ lên đây đẹp quá, sợ mạo phạm các cụ. Các cụ tí lại cho móm vỡ mồm chó. Xin phép các cụ hôm nay cho anh em Cục nhờ cả. các cụ tí, mà các cụ nằm ở đây mãi chán, có anh em ra nói chuyện khả năng vui hơn. Báo cáo anh em có quả thùng đựng rác đi, để đựng rác đây. Đây khác nhau anh có nhận không? Chơi thì kiểu gì thì kiểu không bao giờ có thể thế được, nên là có vui thì mới chơi, đến cái chân chất nó thật thì bao giờ nó bể. Tuấn nghỉ làm cho em rồi, thì chỗ khác ngon hơn. Hãy subscribe.
trước em vừa lấy lại con cần này, nó mới câu được 3 buổi anh ạ. 4 lít rưỡi. Đâu có thể tha đâu anh. Con tiêu nơ nó chả phải danh giá lắm. Câu này chơi cho vui thế này. Mấy hôm ra gần câu đầu tiên gần sát cá phết đấy, chứ hôm nào là mò, mà toàn câu sông nhá. Em mua cả chai lít rưỡi kìa. Đấy, vừa nãy em bảo anh cái đường mà vòng vào chỗ này là đi thẳng lên một đoạn không rẽ trái vào chỗ vòng bê tông đấy. Em vẫn hay đi đường đấy. Nước chỗ này nó sâu khoảng bao lâu, khoảng bao nhiêu? Mùi luôn ra rồi. Nước nó chỉ còn tầm. Tí nữa thu tiền đấy, có tiền lắm rồi. Em hồi đâu? Rơm xuống đấy à? Không hồi, còn chưa lẻ mới còn đang chuẩn bị là. Thôi ra đây giả luôn đi này. Đây đấy rồi. Không phải căn bản là đang lọ mọ cần kiệt mồi bả rồi. Nó để tiền ngoài xe rồi, tí nó ra nó gửi. Thôi ạ. Ở đây. Thôi tí nó ra nó giả, đang bóp mồi bóp bả này. Là giúp cho mình. Tí nó ra nó gửi. Chìa khóa anh vứt đéo đâu rồi nhá. Vừa vứt ở trên cái nắp ấy rồi. Quá. Nước rồi. À con tốt đây.
Ở hồ trên này bao giờ thì câu đấy thấy chưa chú Dũng chú bảo? Giống thiệt của anh dạy em không đẹp ném vô chúng móm dạ ăn được à? Chồng phao rồi rồi lâu rồi bữa ném rồi chân đi này anh em biết là được con trôi nhá
cái gì ở nhà anh? Xốp á? Cái túi xốp em thấy anh cho vào ấy mà. Cho vào hộp à? Mồi cái đó này, lục của thằng nào đánh vào vây lái nó ấy, thì nó cốt cước mình xuống xuống cái lăng xe ấy, với cả chục lăng xe nó 3 mét vào vây lái thế này. Thằng cần đang ngồi đến biết sao cần phi bắt. Nên nó thò cần qua cửa sổ ấy. Đâu nó lém mấy, nó không phải thò cần. Nó buộc vào. Đấy. Ô ở trai nó lém mà. Đang ngồi cầu kìa. Ô nó ném cơm ở chỗ kia. Bây giờ mệt, bây giờ mệt. Ăn lại thôi. Ném nhiều mùa là điểm của cháu ạ, hay chụp đến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái cây này đánh dọc cái đấy, tầm đấy thôi. Sao để đi mà nói? Nhưng mà hôm nay nó đục rồi. Hôm nay nó đục. Nhầm đục thì thể hiện cá đi ăn. Cá đi ăn, đúng rồi. Mẹ mọi hôm nữa nó trong heo. Đục thì dễ cơ. Ôi Linh làm sao thế? Tiếp, ngắm được tiếp vào đấy cơ à? Em phải thử một cục trước. Mè sót nó khoảng 2 mét đấy, nó mà bánh tầm đấy được. Nó mới thả một con 7 cân mà. Mèo à. Nó thả bao giờ? Thả tới 2 tuần. Nó thả có 1 mét hồ bên kia sao? À. Được chả nhiều, thả một con thì con ăn thì làm con mèo 10 cân thì mẹ sợ thật. Bò, con cần. Mình cứ tự ăn mồm cơ, bắt đầu mình tưởng con chơi gấu 6-7 cân. Ra trộn mồi V câu cá thiểu chuyên gia chưa đến mức câu lục cái này thì mắc con ốc hơn hay hơn. Ok, bây giờ nó lôi thì tính, không lôi thì kệ con mẹ nó. Phải lôi cả cân. Lôi cước thì không phải việc. Lôi cần lại nhớ suối 2 khi cả ăn phát nào lội hồ phát đấy. Sợ thật. Chỗ này nó mắc quá. Viên thiếu nhi nó toàn là dứt xỉ. Nó tát cái ao kê cái có bao nhiêu con giống nhỉ? Nó tràn là một phần, bao nhiêu con giống nó đổ mẹ xem. Ôi giời. Lấy. Ôi con trôi gấu này đi vào con này phải 5. Con này phải 5 cân. Con chui gấu cái loại cá này cân. Thì ăn cái đéo gì con đồ chán rồi khốn nạn chưa cá trôi nhá trôi gấu nha anh em đây là trôi gấu ở hồ nhá con thứ tư rồi chán buồn cần thủ công ty nhựa Phú An cẩn thận gốc cây đấy em ơi cẩn thận gốc cây đấy không cứ lôi đi thoải mái mắc thôi rất bù láo cẩn thận mắc gốc cây ngoài. Ôi thôi, đừng gò nữa. Đừng gò nữa thì nào. Khi mà nó gần vào gốc cây em đừng gò nữa thì nào nó chạy ra em hiểu không? Đây em đang cho xong rồi. Có được đôi cân không? Thừa. Hơn cân. Hơn cân này. Cảm thấy chưa? Trôi rồi. Trôi rồi mới nhồng đi. Không quan trọng. Quan trọng là phải lên cá mà. Ui, kéo vào cọc, vào cọc, vào cọc. Mè. Ôi.
Ôi ơi, sục kiểu gì đó. Đâu, nó chưa vào. Kệ nó. Mè. Mè mẹ đi ăn mạnh. Hôm nay làm ổ mè xong bánh không nó lại chết. Ổ của em có cần ổ mè đâu anh. Không, căn bản là do tay anh đi mua cắm chim tay thơm mà. Mát tay. Củ hỏi mát tay. Mà cái quả cần này đúng không? Mình gánh chưa hôm nào em mới mua lại con này mà. Mấy trăm. Nó đỏ. Cẩn thận gốc cây đấy. Có bánh một trong cái này đi. Đéo còn dành con chạy xuống thế lên nổi đâu. Vào này. Hết mẹo này. Đấy con kia chỉ bằng con này. To hơn đấy. Ôi trời. Ê thì làm ăn cái gì. Đây. Lục một em nhá. Gấu chưa? Ờ, mày mẹ điên mạnh nhỉ? Ờ, hôm nay đánh mẹ. Hay là mẹ anh cho mẹ cái phao mà đánh lội bây giờ. Đây. Cho vào giỏ của anh như này, rách mẹ. Rách nó sao được, điệp mẹ. Không một đâu. Con mẹ là con điệp mẹ nó ra 7 cân thì tính tiếp. Mẹ bé. Chuẩn rất khôn. Cái gì nữa? Nhăn né không cho vào giỏ của mình. Mẹ cho vào tanh của mẹ ấy. À mình ngu thế nhỉ, mình có xích mà mình không xích. Anh em lâu lắm rồi mà có buổi đi bánh lăng xê nhá. Ba anh em trên kênh Linh Cute, Linh Chèm, tổng giám đốc công ty nhựa Phú An. Hưởng canh tổng giám đốc công ty đòi nợ thuê phố Nhổn. Toàn giám đốc. Tôi dân thường, dân ngu cu đen. Hết. Câu hồ 100.000 ngồi bét tè này nhà anh em nhé. Nhưng mà mỗi tội cá thì nó to thì đừng hỏi. To không buồn ăn. Ôi, lăng xê đây. Ôi. Chết rồi. Nhiều lăng xê quá anh em nào. Nhiều tiền lấy hộ cho khoảng 100 bộ đi cho nó đỡ lăng xê. Nhà còn đến mấy trăm bộ tổ sư. Hưởng ơi, vật đi Hưởng ơi. Mùa mưa mà cô kiếm con đủ bữa. Mùa mưa đây. Chép nhưng mà còn chép. Ôi, cho nó nổi lên đã. Quánh lăng xê sợ gì, quánh lăng xê mà. Chép. Đúng rồi, cái mồi cu này.